bệnh tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch càng ngày càng phổ biến. Người ngoại quốc ở Na Uy có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường rất cao. Số lượng người Na Uy mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch cũng dần tăng lên. Nguyên nhân của bệnh tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch là gì? Khi bạn càng lớn tuổi thì xác suất mắc bệnh tiểu đường type 2 và vấn đề về tim mạch càng cao. Do đó, điều quan trọng là bạn sống một cuộc sống lành mạnh luôn cả khi bạn già đi. Nếu như trong gia đình có ai mắc bệnh tiểu đường type 2 hoặc bệnh tim mạch thì nguy cơ mà bạn cũng mắc bệnh sẽ rất cao. Stress và căng thẳng về tinh thần có thể dẫn đến bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường. Rượu và thuốc lá cũng là những yếu tố gây bệnh. Ngoài ra, chúng ta ăn nhiều thực phẩm không lành mạnh như bánh ngọt, bánh mì trắng, naan, pita, cơm trắng và pasta, và uống nhiều nước ngọt và nước juice. Những thức ăn không lành mạnh và lười vận động làm cho chúng ta thừa cân và dần dần béo phì. Béo phì là nguy cơ dẫn đến bệnh tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch. Bạn có thể làm gì? Bạn không thể thay đổi tuổi tác, gen hoặc dân tộc, nhưng bạn có thể thay đổi lối sống của chính mình. Thứ nhất, hãy để tâm vào những gì bạn ăn, những món lành mạnh như là rau cải, thịt trắng, cá, đậu và chút trái cây. Luộc, hấp hoặc nướng thức ăn và nên tránh chiên dầu. Thứ hai, hãy vận động thêm và hoạt động thể chất ít nhất 30 phút mỗi ngày. Đi bộ, đi cầu thang thay vì bắt thang máy, chơi với trẻ em, nhảy múa theo âm nhạc hoặc đạp xe đạp đến chỗ làm. Sống năng động rất có ích nhằm cải thiện và tăng cường sức khỏe hàng ngày, sẽ giảm những nguy cơ gây bệnh tim mạch và tiểu đường. Nếu bạn có bệnh tiểu đường type 2 hoặc có vấn đề về tim, thì một cuộc sống lành mạnh sẽ khiến căn bệnh phát triển chậm lại và phòng tránh các biến chứng. Có thể bạn không có nguy cơ bị bệnh, nhưng người thân trong gia đình và bạn bè thì sao? Hãy chăm sóc gia đình bạn và lựa chọn một lối sống lành mạnh. Nếu bạn có thắc mắc gì về bệnh tiểu đường, hãy gọi về tổng đài 815-21948 hoặc tổng đài về tim mạch 23120050. Những chuyên gia y tế sẽ trả lời những nghi vấn của bạn.